all of the local people here in the end and run through Vietnam. AA Việt Nam với phương châm là công ty vì cuộc sống, và chúng tôi cũng mong muốn rằng tạo những sự khác biệt cho những trẻ em Việt Nam, và đây là những sự kiện xuyên suốt trong những năm vừa rồi. Khi được công ty tặng cho em một chiếc xe đạp để đi học, em sẽ học thật giỏi và học thật tốt để bố mẹ có thể có thêm động lực để đi làm.